Bà Melania Trump, vợ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vừa bị dư luận tố cáo đạo văn trong bài diễn văn đầu tiên của Đại hội Đảng Cộng Hòa do bà đọc tại Cleveland, Ohio tối thứ hai vừa qua. Trong bài diễn văn dài khoảng 10 phút, có ít nhất hai đoạn gần giống từng chữ của bài diễn văn do bà Michelle Obama đọc tại Đại hội Đảng Dân Chủ năm 2008 khi giới thiệu người chồng Barack Obama, Tổng thống tương lai của nước Mỹ lúc đó. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, nhiều cơ quan truyền thông đồng loạt đưa tin và gọi hành động này bằng nhiều từ khác nhau như đạo văn, giống y chang, bị tố cáo trôm chữ, giống đến bất ngờ, vân vân. Trả lời báo giới về sự kiện này, ban vận động của ông Trump nói rằng bà Melania viết bài này qua kinh nghiệm di dân và tấm lòng yêu nước Mỹ của bà và những chữ bà sử dụng là rất thông thường. Tuần trước, trong một lần trả lời phỏng vấn tại truyền hình NBC, bà Melania Trump nói rằng bà viết bài diễn văn này với một chút giúp đỡ của người khác theo đài truyền hình cnn dẫn nguồn tin bên trong ban vận động ông donald trump rất bực mình khi nghe chuyện vợ mình đạo văn tuy nhiên qua ban vận động của mình ông trump cho biết sẽ không đuổi bất cứ ai chuẩn bị bài diễn văn cho bà trump